Good morning, class. I'm Mr. Vin. Welcome to English Grade 5. Now, let's start the lesson today. Today, we are going to learn lesson 3 and 4, grammar 2, and phonics. Now, we will start. Let's start. Before we start the lesson, I want to introduce how to use some. Trước khi bắt đầu bài học chính ngày hôm nay thì thầy sẽ giới thiệu cho các bạn cách sử dụng some trong câu. Some ở đây có nghĩa là một số hoặc là một vài. Vậy thì các bạn hãy xem some chúng ta sử dụng như thế nào nhé. Vậy thì trong câu chúng ta sẽ sử dụng some với positive. Positive là câu khẳng định. Thì thầy sẽ có ba cái ví dụ cho các bạn. I have some money. Tôi có một ít tiền, một số tiền. We have some magazines. Chúng ta có một số tạp chí. She drank some orange juice this morning. Sáng nay cô ấy uống một ít nước cam ép. Thì some chúng ta sẽ sử dụng với câu khẳng định các bạn nhé. Và tiếp tục thì sẽ đi tiếp với các bạn đó là how to use any. Cách sử dụng từ any. Any ở đây có nghĩa là bất kỳ. Vậy any chúng ta sử dụng như thế nào? Có giống với some hay là không? Chúng ta sẽ nhìn nha. Thì any chúng ta sẽ sử dụng với câu negative là câu phủ định và question là câu hỏi. Nó khác với some dùng trong câu khẳng định. Thì any chúng ta sẽ sử dụng với câu hỏi và câu phủ định. Thì này sẽ có một số ví dụ như sau. Do you have any newspapers? À, bạn có bất kỳ tờ báo nào hay là không? I don't have any newspapers. Tôi không có bất kỳ tờ báo nào nữa hết. Do you have any idea for this problem? À, bạn có bất kỳ cái ý kiến nào cho cái vấn đề này không? We don't have any idea. Tôi không có ý kiến gì hết. Vậy thì các bạn nhìn ha. Any ở đây thầy sẽ sử dụng trong câu hỏi nè. Ở đây là câu phủ định nè. Ở đây là câu hỏi, câu phủ định. Vậy thì các bạn nhớ là any dùng trong câu hỏi và câu phủ định và some dùng trong câu khẳng định. Vậy thì chúng ta hãy bắt đầu vào bài học ngày hôm nay các bạn nhé. Đầu tiên các bạn hãy listen and repeat. Lesson 3, grammar 2. Now, let's listen first. Listening 89. Listen and repeat. Do you have any newspapers? We don't have any newspapers. But we have some magazines. Rồi, các bạn thấy đó, cái phần lesson của chúng ta ngày hôm nay cũng chủ yếu nói về any và some. Thì đây là cái ví dụ giống cái ví dụ hồi nãy thầy đã cho. Do we have any newspapers? Chúng ta có bất kỳ cái, bạn có bất kỳ cái tờ báo nào hay là không? We don't have any newspapers. Chúng tôi không có bất kỳ tờ báo nào nữa hết. Người này đi vào cửa hàng và hỏi. Và các ông chủ cửa hàng trả lời, but we have some magazines. Nhưng chúng tôi có một vài tạp chí đây. Thì các bạn thấy ha, hai câu này người ta dùng any trong câu question và câu negative là phủ định. Và chữ some này người ta dùng trong positive là câu khẳng định. Và ở dưới đây, để các bạn nhớ kỹ hơn, thì người ta có một cái dòng ghi chú cho các bạn. We use any for questions and negative sentences. Use some for positive sentences. À, hãy nhắc lại một lần nữa ha. Any dùng trong câu hỏi và câu phủ định và some dùng trong câu khẳng định. Rồi, các bạn đã nắm được chưa nào? Vậy thì bây giờ chúng ta bắt đầu vào phần bài tập tiếp theo. Phần này chúng ta sẽ ask and answer. Các bạn sẽ hỏi và trả lời. Thì các bạn thấy ở đây là cái gì các bạn? Đây là một cái store, đây là một cái cửa hàng. Rồi các bạn hãy nhìn vào trong cái cửa hàng này là có những gì ha. Thì chúng ta sẽ có một số từ, chúng ta sẽ có là soap, magazines, toothbrushes và cookie. Rồi, ở đây thì các bạn sẽ nhìn vào để các bạn đặt câu. Ví dụ một câu 1. Do you have any soap? À, bạn có xà bông không? Sorry, we don't have any soap. But we have some shampoo. À, vậy thì các bạn sẽ nhìn vào cái nào cửa hàng có thì các bạn sẽ đặt câu.
đặt câu ha, dùng any và dùng some. Câu hỏi thì dùng any và dùng some. Thì các bạn hãy ghi ra cho thầy ba câu thôi và thầy sẽ làm mẫu cho các bạn một câu. Now write what is in the store. Cái gì có ở trong cái cửa hàng, và phần này các bạn ghi vào tập các bạn nhé. Thì đầu tiên thầy sẽ cho các bạn một câu ví dụ của thầy. Mình dựa vào cái câu ở trên mình sẽ nói ha. They have some shampoo. They have some shampoo. But they don't have any soap. Họ không có xà bông nhưng mà họ có dầu gội đầu. Thì đây là cái phần ask and answer. Các bạn sẽ tập practice hỏi và trả lời. Sau khi các bạn hỏi và trả lời rồi thì các bạn xuống, các bạn ghi cho thầy ba câu về những cái mà các bạn mới hỏi và các bạn trả lời nha. Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ qua phần tiếp theo, đó là phần phonic. Phonic của chúng ta hôm nay là thầy sẽ dạy cho các bạn về cách đọc ED ở trong tiếng Anh. Cách đọc ED ở trong tiếng Anh nó sẽ có ba dạng. Đầu tiên là đọc là T. Sau đó là ED. Đó là D. Vậy thì chúng ta sẽ đọc nó như thế nào? Chúng ta phân biệt nó như thế nào? Hồi thầy thấy các bạn đọc sai rất nhiều cái phần này. Cái nào các bạn cũng đọc là it hết, nhưng mà không phải. ED nó sẽ có ba cách đọc ở quá khứ. Có ba cách đọc ED. Chúng ta sẽ có the, it và the. Thì đối với chữ the, thì những âm mà chúng ta bật hơi thì chúng ta sẽ đọc là the ở đằng sau. Và đối với chữ it thì chúng ta tận cùng là t hoặc là d, chúng ta đọc là it. Wow. Còn đọc là chờ là những từ không bật hơi. Thì ở đây thầy sẽ có một số ví dụ cho các bạn. Ở đây có từ work. 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 Thì nó là bật hơi. Các bạn để tay lên miệng thì các bạn thấy cái hơi, các bạn ra một cái luồng hơi. Work. Thì chúng ta sẽ không thêm đi, chúng ta không đọc là work it các bạn. Chúng ta đọc là worked. 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 Tiếp theo là từ finish. Finish. Thì các bạn thấy một luồng hơi bật rất mạnh ra ở trong. Các bạn đưa tay lên thì bạn sẽ một lấy luồng hơi bật rất mạnh ra. Finish. Thì chúng ta là finished. 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 Tương tự với từ wash. Washed. Washed. Chứ bạn không đọc là finished, các bạn không đọc là washed nha các bạn nha. Nhớ những từ bật hơi thì chúng ta đọc là the. Right. Với những từ tận cùng là chữ T hoặc là chữ D thì các bạn sẽ đọc là it. Wait it. Wait it. Paint it. Paint it. Start it. Start it. À, các bạn sẽ có là T nè, T nè, T nè. Chúng ta sẽ là wait it. Paint it. Start it. Rồi, phần còn lại là những từ đọc không bật hơi, có nghĩa là các bạn để cái đoạn đọc cái từ đó các bạn giơ lên miệng thì các bạn thấy cái miệng của bạn không có hơi ra. Với từ show, show, cái miệng của các bạn không hề bật hơi ra thì các bạn đọc không đọc là show it, nó mà là showed, showed. Tương tự với từ play, 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 chúng ta không hề bật hơi ra, played, played, ran, ran, ran. Right. Vậy thì các bạn hãy listen, point và repeat lại cho thầy nhé. Listening 91. Listen and point. ED say t. Walked. Walked. Finished. Finished. Washed. Washed. ED say id. Waited. Waited. Painted. Painted. Started. Started. ED say D. Showed. Showed. Played. Played. Rained. Rained. Listen and repeat. ED say T. Walked. Walked. Finished. Finished. Washed. Washed. ED say id. Waited. Waited. Painted. Painted. Started. Started. ED say d. D. Showed. Showed. Pl-
played. Played. Rained. Rained. Rồi, vậy thì thầy xin nhắc lại nha. ED mà đọc là to là những từ động từ chúng ta bật hơi. ED đọc là được đối với những từ là T hoặc là D. Phần còn lại là những từ không bật hơi, các bạn sẽ dùng D. Thì sau khi các bạn biết về cái này thì hy vọng là sau này những động từ quá khứ thì các bạn đọc cho đúng. Thì các bạn muốn đọc đúng thì các bạn phải luyện. Và phần tiếp theo thì thầy sẽ có cái phần listen and read. Các bạn sẽ nghe người ta đọc cái đoạn văn và các bạn coi coi cái những từ TMPD đó người ta xử lý như thế nào, người ta đọc T và dịch như thế nào. Nào các bạn hãy listen nhé. Listening 92. Listen and read. 1. Alice walked home from school yesterday. She got wet because it rained. When Alice finished her homework, she painted a picture and showed it to her mom. 2. We waited until the baseball game started. The teams played until 10:30. Thì các bạn thấy không? Cái đoạn này người ta đọc là C và D và it rất rõ ràng. Thì thầy sẽ đọc lại một lần nữa các bạn nghe nhé. Alice walked home from school yesterday. She got wet because it rained. When Alice finished her homework, she painted a picture and showed it to her mom. We waited until the baseball game started. The teams played until 10:30. Rồi, thì các bạn cố gắng, các bạn học T, D và it nhiều hơn nha. Một lần nữa thì thầy sẽ cho các bạn. Rồi, vậy thì bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào phần thứ tư. Đó là phần listen to the words, write them on the correct boxes. Các bạn sẽ nghe những từ này phát âm là T, it và D. Sau đó các bạn sẽ ghi những từ này vào trong cái khung cho nó đúng nha. Chúng ta sẽ có từ painted, washed, played, show, worked, waited, finished, started, và rained. Các bạn sẽ listen và nghe và điền vào nhé. Listening 93. Listen to the words. Write them in the correct boxes. Painted. Washed. Played. Showed. Walked. Waited. Finished. Started. Rained. One more time. 3. Listen to the words. Write them in the correct boxes. Painted. Washed. Played. Showed. Walked. Waited. Finished. Started. Rained. Rồi, thì ở đây cái từ painted này thì thầy sẽ làm mẫu cho các bạn. Painted thì nó nằm là it. Hey, bài học của chúng ta đến đây là kết thúc. Thầy hy vọng là các bạn làm đúng cái phần điền từ vào đây. Nó sẽ không khó lắm. Và sau khi kết thúc cái phần học này thì thầy hy vọng là các bạn đã biết cách phát âm những động từ có đuôi ed một cách đúng. Và một lần nữa thầy xin goodbye class. See you next time.